Dân xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong một video tiếp theo hôm nay về Nha Trang. Và trong video ngày hôm nay, em xin gửi đến cô chú anh chị và bạn một số hình ảnh của đường phố thân quen cũng như là cập nhật tình hình cuộc sống của Nha Trang vào buổi sáng ngày hôm nay, ngày 3 tháng 12 năm 2023 quý vị. Và thời tiết Nha Trang hôm nay thì trời cũng mưa, và mưa từ đêm qua quý vị, mưa dầm luôn, mưa dầm mới về từ đêm qua, giờ này vẫn còn mưa nè. Với cái lượng mưa thì bây giờ nó cũng mưa nhỏ hạt hơn rồi, nhưng mà mù trời luôn. Nói chung là bầu trời là tối đen quý vị, cảnh rất là buồn, cảnh mưa buồn và trời âm u rất là tối. Em đang đi trên con đường này, đó là những hình ảnh của đường Trần Phú, con đường biển tuyệt đẹp ngày nay của thành phố Nha Trang. Năm xưa là đại lộ Duy Tân, ngày nay nó được mệnh danh là con đường triệu đô, vì ở những cái tòa nhà cao tầng, những khách sạn dọc trên con đường Trần Phú này là view biển, view công viên, bởi vậy cho nên nó rất là đắc địa. Đoạn này là gần với khách sạn Sheraton, ngay góc của đường Nguyễn Chánh và đường Trần Phú. Và phía trước màn hình quý vị là góc ngã ba của đường Lý Tự Trọng và con đường Trần Phú ngày nay. Ngay góc này thì có cái Diamond Bay Hotel cũng như là trung tâm thương mại Nha Trang Center. Ở phía trên thì cũng có các món nướng BBQ. Em nghĩ chắc mấy ngày này là những ngày cuối cùng mà Nha Trang còn thấy được những cảnh mưa như thế này. Thì thường Nha Trang vào đến ngày 23 tháng 10 âm lịch là sẽ hết mưa. Ở nay cũng sắp đến ngày 23 tháng 10 rồi. Và theo thông tin dự báo thời tiết thì cũng rất là chính xác luôn quý vị. Là mấy ngày trước là họ báo là Nha Trang sẽ có mưa. Mưa từ ngày 1 đến ngày 3. Và mấy ngày trước thì Nha Trang mưa sơ sơ, mưa nhẹ nhẹ thôi, không có mưa lớn lắm. Rồi lúc mưa lúc nắng. Và hôm nay là ngày 3 là bắt đầu là mưa lớn hơn, rất là nhiều luôn. Mưa dầm. Nước bây giờ, nước biển là nó rất là đen, rất là đỏ vậy. Nước đục ngầu à. Rồi sóng thì cuồn cuộn, rất là dữ luôn. Buổi tối á, là sóng biển nó đánh sâu vô tuốt trong này luôn nè. Bây giờ thì sóng biển nó nhẹ hơn này, nước nó rút ra ngoài kia rồi. Buổi tối thì chiều nó lên, nó vô sâu trong này, đánh sát trong bờ đây. Gió mạnh lắm luôn, lặn luôn á vậy. Biển như thế này thì chỉ có đứng ngắm thôi, không có tắm được. Cấm bơi, no swimming. Biển này nó nằm ngay góc của đoạn đường Gia Sen và con đường Trần Phú quý vị. Qua bên kia là những hình ảnh của đường Gia Sen hướng đi lên khu vực của vòng xoay Mã Vòng. Bây giờ mời cô chú chị bạn tiếp tục di chuyển trên con đường Trần Phú này nha, hướng đi xuống khu vực của chợ Đập. Tình hình mưa gió như thế này chắc chắn ở những cái khu chợ tiểu thương buôn bán nó cũng ế lắm, bán cho dân địa phương. Thường buổi sáng thì dọc trên vỉa hè đường Trần Phú này là mọi người đi tập thể dục rồi, nhộn nhịp lắm đấy, đặc biệt là mùa hè. Trời ơi, nó như một ngày hội vậy. Mùa đông thì có thể vắng hơn, nhưng mà mưa như thế này thì như là không thấy luôn. Mà ngồi biển em thấy cũng có một số người giờ này họ đang tắm biển, vì ra tắm biển. Và một số chị công nhân thì cũng đang dọn rác nè. Một số người là ra
giờ này trời mưa ra biển ngồi thiền luôn, rồi cũng có người tắm nữa, thì có người đang tắm dưới biển nè. Rồi mấy chị công nhân đang dọn rác này, mấy anh chị công nhân đang dọn rác khu vực biển. Một công việc rất là cao cả vậy, đem đến những hình ảnh xanh sạch đẹp cho khu vực biển cũng như là con đường Trần Phú. Con đường Trần Phú cũng như là biển Nha Trang lúc nào cũng sạch đẹp đấy quý vị. Đặc biệt là con đường Trần Phú thì khu vực biển này cũng có những cái xe họ cũng cào rác, xe đó đi dọn thì nó khỏe hơn vì cào rác nhanh lắm. Còn đây thì chắc rác ít á, rác ít thì thường công nhân dọn tay thôi. Còn rác nhiều là phải dùng xe đi một từ đầu dưới này lên tới đầu trên kia, đi dọc hết bờ biển Trần Phú luôn, nó cào sạch hết luôn. Trước mình quý vị là ngã ba của con đường Lê Lợi và con đường Trần Phú ngày nay. Cái góc này là bưu điện của tỉnh. Thường rẽ xuống đoạn phía dưới đường Phan Châu Trinh rẽ nó dễ hơn. Góc này là những hình ảnh của đường Lê Lợi. Trước mặt quý vị là cái vòng xoay này, vòng xoay Lê Lợi và đường Bách Tơ. Bên tay phải là công viên Nguyễn Phi cũng như là công viên Thiếu Nhi. Bây giờ em sẽ di chuyển thẳng qua xuống khu vực của Chợ Đầm. Góc này là Hàng Thuyên giao với Lê Lợi và con đường Phan Châu Trinh, gọi là vòng xoay Hàng Thuyên quý vị. Đây, chỗ này là rất là nhiều những quán nem, đặc biệt là quán nem Đặng Văn Viêm nè, quán nem Thành An nè, gần bên cạnh của Lăng Ông quý vị, ở số 6 đường Lê Lợi. Bên cạnh những cái quán nem nướng cũ thì có những quán nem nướng mới họ cũng mọc lên rồi. Đây, những cái quán bắt đầu trang trí cái thông Noel rất là đẹp. Không khí của một mùa Noel lại đến, và một năm nữa lại trôi qua, một năm đầy khó khăn, và một năm 2024 cũng là một năm thách thức. Nền kinh tế thế giới đang khó khăn chung, hết dịch rồi tới kinh tế bị ảnh hưởng, và khu vực này là Chợ Đầm. Chợ Đầm là một trong những ngôi chợ đầu mối về trái cây. Đây là chuối, quá trời chuối luôn. Chợ này là buổi sáng sớm là nơi tập kết trái cây rất là nhiều, rau củ quả. Này là mặn cầu của Khoai Lang. Thanh long, quá trời thanh long. Khu vực đây là mít, đứng buôn bán dưới mưa luôn, dọn dẹp dưới mưa luôn.
cam này, cam họ để sẵn bịch này. Khu vực tập kết hàng trái cây nông sản. Đó, chỗ này dưa hấu quá trời, dưa hấu luôn. Đây là những hình ảnh của con đường bến chợ. Đó, nước ngập luôn rồi. Còn phía trước của cái hội trường cũng như là cái đình Xuân Hưng. Giờ này mọi người đang dọn dẹp trái cây. Góc này là số 1 của đường bến chợ và Nguyễn Văn Tứ đó. Mình đi qua đây là thuộc con đường Nguyễn Hồng Sơn, phía sau của ngôi chợ nè. Mấy bên này thì bán đồ tươi sống, thịt gà, thịt heo, rồi hải sản, cá đồ các loại. Trời mưa ướt át, buôn bán ế. Người bán cũng mệt, cũng khổ, người mua cũng ướt. Bên kia là rau. Là củ cà rốt nhìn đỏ tươi đẹp ghê luôn. Con đường này đã đổ nhựa rồi, ngon rồi các bạn. Cái lúc trước nó là đường đất á, trời ơi nó mưa như thế này là nó dơ kinh khủng, nó nhèm nhẹp thì nó ớn lạnh luôn đó. Giờ đổ đường nhựa hết rồi, quá là ngon luôn. Con đường này với con đường chợ đầm nữa đó, con đường bên đây trái vậy nè, cũng là lúc trước nó cũng đường đất dơ lắm, giờ cũng đổ nhựa sạch đẹp. Mà mọi người họ buôn bán mà không dọn dẹp thì nó cũng dơ lắm. Buôn bán xong rồi dọn dẹp ý thức rác rồi bỏ gọn thì nó đỡ, còn vương vãi tùm lum nó cũng cứ dơ mãi. Mà khu vực chợ là cái khu vực và thường xuyên là rác nhiều nhất quý vị. Bởi vậy giữ chợ xanh sạch đẹp cũng khó ghê luôn. Góc này là con đường Nguyễn Thái Học, và cái đoạn này của đường Nguyễn Thái Học là cái đoạn mà mới làm sau này. Đoạn này cũng mới làm cách đây mấy tháng thôi, mới xong cách đây mấy tháng thôi. Trước thì bên này là đường đất, mưa đồ nó cũng dơ lắm và rất là khó đi. Bây giờ đã thay đổi mới hết rồi, con đường khá là đẹp. Và người dân ở đây buôn bán kinh doanh thì nó cũng thuận tiện hơn rồi. Mặc dù bên này thì nó sẽ nhỏ hơn, con đường Nguyễn Thái Học đoạn bên này nó sẽ nhỏ hơn so với mé của chung cư A và chung cư B của chợ Đầm. Ở đây cũng còn những căn nhà mà
cũ hồi xưa, nó ở dưới thấp, dưới trũng luôn. Đường này có hệ thống thoát nước rồi, quá là bài bản luôn. Có quán cơm chay nữa nè. Đây là cái hẻm 150. Còn đối với đường 24 là hẻm 1021. Tôi chẳng số mới số cũ rồi quý vị, nên là không biết đường luôn. Nhà đây toàn cũng là nhà cũ không à. Hình như số cũ là một hẻm 150, còn số mới là hẻm 1021. Hẻm này đi được xe máy thôi, hai chiếc xe máy lọt. Dọc đây là những địa điểm kinh doanh buôn bán đóng cửa hết. Ở đây cho nó cho thuê mặt bằng nữa nè. Dạ, mời cô chú các bạn di chuyển qua cầu Sông Bóng nha, rồi đi qua khu vực của chợ Bầu Vĩnh Thọ thử nha quý vị, bên đường 2 tháng 4. Đây, góc này là ngã ba đường Sống Cồn và đường 2 tháng 4, bên tay phải là con đường Sống Cồn, một trong những con đường bờ kè chạy dọc với cầu Hà Ra. Và đây là những hình ảnh của cây cầu Hà Ra. Này là gần với nhà thờ Ngọc Thanh, bên cạnh là quán bánh canh 7.000. Quán bánh canh đó lúc trước bán có 5.000 một tô vậy, họ mới tăng lên là 7.000 rồi. Một tô bánh canh thời nay mà quý vị kiếm ở đâu quán nào bán một tô 7.000 8.000 rất là hiếm luôn, gọi là bánh canh cứu đói vậy. Ở dưới con đường Ngô Đức Kế, góc Ngô Đức Kế và đường Nguyễn Hữu Hưng đó, cũng có một cái quán bánh canh cứu đói lúc trước có 5k, và mấy chục năm họ mới nay họ mới tăng lên được là 7k rồi, giờ là 8k, cũng là 8.000. Bánh canh cứu đói dành cho những người có thu nhập thấp, những người khó khăn hoặc là sinh viên nữa, không có nhiều tiền, ăn một tô bánh canh cũng ấm lòng và giá cả nó cũng phù hợp với cái túi tiền nữa. Nay mà
5.000, 10.000, cái đồng tiền nó rất là nhỏ vậy đó. Giờ ăn dĩa cơm, ăn tô phở là đã 30, 35.000 rồi. Tô bánh canh thì rẻ lắm thì cũng phải 20.000. Bây giờ người ta bán tô bánh canh có 8.000. Giống như là làm từ thiện luôn đó vậy. Và đây là những cái ảnh của cây cầu Sông Bóng, một trong những cây cầu quá là đẹp, bắc qua con sông Cái. Hướng này của sông Cái đó sẽ đổ ra cầu Trần Phú. Đi trên cây cầu Sông Bóng này quý vị cũng có thể nhìn thấy được cây cầu Trần Phú. Bây giờ đứng trên cầu nhìn xuống là nước nó đục ngầu, đỏ chét à. Nước ở sông nó đục cho nên là đổ ra biển, nước biển nó cũng đục theo luôn. Trời, có vẻ như nó mưa hoài luôn á, không thấy sững được một phút nào, cứ rắc biết vậy á vị, rắc cũng to hạt. Rồi mưa gió như thế này di tích Tháp Bà cũng có vẻ như rất là vắng luôn. Thường thì khách mấy ngày nay là khách Hàn Quốc, khách Trung Quốc họ ghé di tích đông lắm. Bây giờ mưa gió như thế này hình như là cũng ít khách. Ở khu vực của di tích Tháp Bà Ponagar hình như di tích vẫn mở cửa nhưng mà không có khách, vắng khách vậy. Giờ mời quý vị đi qua khu chợ Bầu Vĩnh Thọ nha. Đoạn này rẽ bên tay trái quý vị sẽ đi qua con đường Ngô Đến. Chợ Bầu Vĩnh Thọ bên khu vực của con đường Chữ Đồng Tử. Mưa gió như thế này buôn bán kinh doanh quá là khổ luôn mình. Nhưng mà vẫn có người mua. Rau củ quả, thịt heo. Chung là bình thường chợ là buôn bán dọc đây nhiều lắm. Do trời mưa nên cũng vắng đi. Có cái chỗ này bán đồ ăn sáng, cháo cá mè, xôi, có món nướng. Chả cá thác lát. Chung trời mưa thì chợ nào cũng vậy, nó cũng sẽ ế hơn và nó vắng hơn. Đó, mọi người họ lấy cái xô ra, họ tận dụng nước để rửa này, hứng nước mưa. Rồi bánh tiêu, đi ngang qua bánh tiêu thơm phức luôn.
Và đây là những hình ảnh của con đường Lạc Thiện nữa vị. Cái chỗ này hình như là nó trũng rồi, nước nó không thoát được này. Con đường Lạc Thiện thì chuyển hẳn là hướng này sẽ ra giao lại với con đường Tháp Ba, một trong những con đường ăn uống cũng nổi tiếng ở Nha Trang. Ra đây là con đường Tháp Bà đó vậy. Con đường Tháp Bà này cũng mới được làm mới lại rồi, đổ nhựa lại rồi, ngon rồi, vỉa hè cũng mới luôn, quá là láng và sạch đẹp. Ở buổi sáng ở khu vực này bán đồ ăn sáng nè, bánh canh, trời lạnh lạnh này làm tô bánh canh nóng rồi với ổ bánh mì nữa là ấm bụng luôn vậy ạ. Là bánh căn, bánh xèo. Ở đây là gần với chùa Long Quang cũng như là cái đình Hội Linh. Đình Cù Lao, chùa Hội Linh, đình Cù Lao vậy. Em xin lỗi em nhầm. Chùa Hội Linh với chùa Long Quang là hai bên. Còn cái đình Cù Lao thì nằm ở chính giữa. Đây là cái quán hải sản vào buổi tối chiều rồi đông lắm. Này nó cũng ế rồi. Và em ra đây giao giữa con đường Tháp Bà và con đường Phạm Văn Đồng. Để bên tay phải là vì chạy dọc con đường bờ kè của Vân, chạy dọc con đường bờ kè của cầu Súng Bóng, rất là đẹp. Chúng hình vì là những hình ảnh của cây cầu Trần Phú. Cây cầu có chiều dài 458,27m, chiều rộng của nó 22m, mỗi bên là có hành lang đi bộ rất là rộng. Và chính giữa là giải phân cách bằng bồn hoa. Để di chuyển trên cây cầu này, quý vị có thể ngắm được cầu Súng Bóng và ngược lại cầu Súng Bóng có thể ngắm được cây cầu này. Cây cầu này cũng rất là cao quý vị. Đi trên cây cầu này quý vị có thể thấy được toàn cảnh những tòa nhà cao tầng dọc trên con đường biển Trần Phú. Mé bên kia là con đường biển. Hướng của con sông Cái đổ ra ngay cửa biển này, rồi là cửa lớn ngay cầu, còn cửa bé là bên cầu Bình Tân. Hướng của con sông Tắc và con sông Quý Thiên. Qua đây là những hình ảnh của con đường Trần Phú rồi đấy. Ở đây là gần với công viên Alexander Yersin bên tay trái. Bên tay phải là tòa nhà Mường Thanh Luxury. Phía trước là ngã ba Sóng Cồn và đường Trần Phú. Khu vực này năm xưa là nơi mà bác sĩ Alexander Yersin đã từng sinh sống cùng với một số bà con ngư dân ở đây, cho nên là gọi là Sóng Cồn. Bây giờ thì nó có cái tên con đường Sóng Cồn, cũng là mang những cái hình ảnh năm xưa còn lại bây giờ. Và đến đây em cũng xin tạm dừng video. Cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã xem video nhé. Em xin trân trọng mến chào và hẹn gặp lại ạ.